ông Thanh ơi, gọi ông mấy tiếng mấy đời. Kể từ nay trong chi hội người cao tuổi đã mất đi một cây cao bóng cả. Ông ơi, ông luôn đi đầu trong các phong trào của hội, bao điều hơn lẽ thiệt là ông dạy bảo cháu con đi. Ôi ông Thanh ơi, thế mà ngày hôm nay thì ông đã chết đi ngã rồi. Để cho tôi
đau thương này đây cụ ơi, chất là chất vi của cụ. Cụ ơi, chất vi đây thì còn ở nơi xa, nhận được tin mà chất không để về, chỉ vì dịch bệnh chất không về để tự tay thắp cho cổ nên tâm nhang nghi đi biệt cuối cùng. Thay chất vì đây thì còn ở nơi xa, nhắn mây gửi gió qua đoàn nhà kiếu đôi đời, chất than khóc gọi cổ đây. Bài này viếng của ông Di Sáu tổ năm Quang Vinh dâng lễ về thăm viếng. Cụ ơi, thấy chất vi đây còn ở nơi xa, thương như chứ đôi ngã đời. Là chân tuy của cổ đây thì còn ở nơi xa, lúc này cổ ơi, nay nhận mây gửi gió qua đoàn nhà kiếu mấy đời, để than khóc gọi cổ đây. Học hành để được giỏi giang.